Hello mọi người, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của My, nên là mọi người hãy cùng My get ready và xem là My soạn cái túi đi làm của My như thế nào nha. Đầu tiên My sẽ xài Tinted Moisturizer của Bare Minerals. Đây là chai khuyết điểm mà My siêu siêu thích dạo gần đây là của VDL. Dạo này thì về Việt Nam á, cái xong rồi chắc là nóng quá nên là My cũng bị nổi mụn một xíu, bị mụn ẩn một chút xíu. Sau khi đã tán concealer thì mình sẽ phủ với lại phấn. Vì ở Việt Nam thời tiết nó hơi nóng một xíu nên là mình sẽ phủ bằng phấn dạng nén chứ mình không phủ bằng phấn dạng bột như là lúc mà mình ở bên kia. Và phấn mình vẫn đang yêu thích là cái Shimmera này. Sau khi phủ phấn xong thì mình sẽ đến bước má hồng. Đây là má hồng mà My vẫn trung thành. My sẽ đánh một ít má hồng thôi. Sau đó thì sẽ đến phần mắt. Hôm nay cái màu My sử dụng là màu Limit của bảng Naked 3. Sau đó My sẽ dùng cái cọ siêu mảnh như thế này và dùng cái màu hồng, màu gọi này gọi là màu dust, màu thứ hai, màu hồng kim tuyến để mi làm cái mắt mi nhìn to hơn một xíu. Mình sẽ đánh mascara trước và làm eyeliner sau. Cái mascara hôm nay mi sử dụng là cái Lash Paradise này của Maybelline. Sau khi đánh mascara xong thì My sẽ xài eyeliner. Đây là cây eyeliner yêu thích hiện giờ của My. Cái eyeliner này sẽ phù hợp cho những bạn mà bị mi bị dầu hay mí bị dầu, hoặc là cái vùng mắt nó hay bị dầu hoặc chảy nước, tại vì nó là waterproof, kiểu bao nhiêu nước nó cũng không chảy. My sử dụng màu nâu. Bước cuối cùng là bước đánh son, và màu son hôm nay My sử dụng là màu hồng đất, tên là Elusive của hãng RMS. Sau khi đã make up xong thì cái phần thứ hai sẽ là phần soạn túi đi làm. Đây là ngày đi làm đầu tiên của My nên là My cũng không biết mang gì hết, nhưng mà đây là My sẽ soạn túi hơi giống với lúc đi học đại học một xíu. Nên là nếu mà mọi người có thắc mắc là khi đi đại học My soạn túi như thế nào thì nó cũng sẽ hơi tương tự như thế này đó. Tên, đây là túi đi làm của My. Nhìn nó hơi to so với trên nhìn trong video thì nó có vẻ hơi to, nhưng mà thật ra ở ngoài nó rất là vừa vừa My. Nó chỉ có cỡ 13 inch thôi. Nó vừa vặn với cái laptop của My luôn. Bây giờ mình sẽ xem là trong túi My có gì nha. Đây. Nói sơ về cái túi thì là cái túi này là của hiệu Teddy Black. Cái túi này làm bằng da thiệt nên là khi sử dụng thì rất là bền, với lại cái giá của nó thì cũng rất là phải chăng. Với những bạn mà đang kiểu tìm mua một cái túi mà da thật sự bền, da tốt nhưng mà không có cái giá mà quá đắt như là những cái túi của designer như là Dior hay là YSL, đây có lẽ là một cái lựa chọn khác mà rất là vừa phải với lại túi tiền của những bạn mà sinh viên hay là những bạn mà mới đi làm mà muốn đầu tư một cái túi xài lâu và bền hơn. Và chúng ta hãy bắt đầu xem trong túi mới có gì nha. Đầu tiên thì mới có một cái cuốn sổ
Đây là cuốn sổ My sử dụng. Bình thường thì khi mà đi học thì My cũng sẽ sử dụng những cuốn sổ A5 như thế này. Và lúc mà đi học đại học thì My sẽ học cỡ 5 môn, thì My sẽ mang hai cuốn A5 và một nửa thì My sẽ dành cho cái môn khác. Đó. Thứ hai trong túi đi làm của My đó là cái planner. Đây là cái planner My mới mua. Đối với những bạn học sinh đó, thì My recommend những cái planner là có những cái ngày tháng năm sẵn, như là năm 2019 đến năm 2020, những cái planner dành cho học sinh. Nhưng mà bây giờ My đi làm rồi nên là My xài cái planner mà không có ngày sẵn. Cái lý do mà My thích cái xài cái planner như vậy là mình có thể tự bỏ cái ngày tháng của mình muốn vô và mình sẽ plan tốt hơn. Và ở đây thì nó cũng có theo giờ nữa. My nghĩ là cái cuốn planner này nó sẽ tốt cho những ai mà đi làm hoặc là làm mẹ bỉm sữa, thì có thể ghi những cái giờ mà mình đi bác sĩ hay là con đi bác sĩ này nọ, thì nó sẽ organize hơn. Tiếp theo ở trong túi My đó chính là cái tai nghe viết tiền. Đây là viết tiền My mới mua ở Mochi. Siêu dễ thương. Đương nhiên là không thể thiếu điện thoại rồi. Và nước, My lúc nào cũng sẽ mang nước đi theo đi làm, vì nếu mà mua cái chai nước nhựa thì rất là ô nhiễm môi trường. Đó lý do là My lúc nào cũng sẽ mang theo cái bình nước này của My. Và My rất là thích cái bình nước này tại nó có thể, nó cầm nó dễ, ở trên này cũng có đồ cầm. Và cái điều My siêu thích ở cái túi này đó là nó đựng vừa cái laptop của My. My chưa kiếm được cái túi nào mà đựng vừa laptop cả. Nếu mà đựng vừa laptop thì nó sẽ hơi to quá so với người của My. Nó thường thường sẽ là cái túi cỡ 15 inch. Còn cái túi này thì nó đúng 13 inch luôn. Mọi người đã thấy là nhìn là thấy không có thấy laptop đâu đúng không? Nhưng mà thật ra là nó laptop cùng đây vừa in cái túi này. Nên là My rất là thích. Và ở trong hai cái ngăn nhỏ của cái túi, hai cái ngăn nhỏ ở đây nè, thì một ngăn My đựng cây son của My, và ngăn còn lại thì My đựng hai cái lip. Và đó là đã hết cái video ngắn ngày hôm nay rồi. My sẽ để link những cái sản phẩm như là những cái túi hay là những cái quyển sổ này nọ My sử dụng ở đâu, những cái đồ make up My sử dụng ở đâu, My mua ở đâu, My sẽ để link cho mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ thích video ngày hôm nay nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ tới.